hậu ơn, Phạm Hương mở lại tài khoản mạng xã hội, nhưng lại có động thái lạ liên quan đến tin đồn đang mang thai. Từ sau khi tạm xa showbiz Việt để sang nước làm việc và sinh con, cuộc sống của Phạm Hương vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, cách đây ít tháng, Phạm Hương bất ngờ có tin đồn mang thai lần hai khi lộ bụng nhô lên rõ. Ngay sau loạt tin đồn, nàng hậu không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, mà chỉ âm thầm khóa trang Instagram hơn 1 triệu theo dõi. Cho đến mới đây, sau hơn 2 tháng lui về ở ẩn, Phạm Hương đã mở lại tài khoản cá nhân và bắt đầu cập nhật hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bà mẹ một con lại có động thái đặc biệt liên quan đến tin đồn mang bầu lần hai. Phạm Hương đã mở lại trang cá nhân 1 triệu lượt theo dõi sau nhiều tháng lui về ở ẩn. Cụ thể, Phạm Hương quyết không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hiện tại của bản thân, mà chỉ đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. Chưa kể, Phạm Hương cũng ẩn đi loạt ảnh lộ bụng to, diện đồ rộng khiến cô vướng nghi vấn mang thai trước đó. Hiện, trên trang cá nhân của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, chỉ có những hình ảnh cô diện bikini khoe body thon gọn, gợi cảm. Nhiều nghi vấn được đặt ra, có thể sau loạt lùm xùm, Phạm Hương đang không muốn bị soi, đời tư nên mới có động thái ẩn hết ảnh liên quan thế kia. Hoặc cũng có thể, Phạm Hương chỉ đang muốn làm mới lại trang cá nhân và chỉ giữ lại loạt khoảnh khắc cô yêu thích. Thực hư thế nào, chắc phải chờ Phạm Hương lên tiếng dân tình mới có thể rõ được. Hiện tại, trang cá nhân của Phạm Hương chỉ còn lại những hình ảnh cô diện bikini khoe body gợi cảm. Không chỉ thế, sáng nay Phạm Hương cũng chỉ chia sẻ ảnh con trai nhỏ chứ quyết không lộ diện. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.